Xin chào các bạn, video này thì mình sẽ nói về hai vấn đề. Thứ nhất là mình có một số hàng về được. Đồng hồ này là đồng hồ xịn. Đồng hồ này thứ nhất nó là mẫu mới nhất của thằng Weimar. Đó là mẫu mới nhất của Weimar. Thứ nhất là nó có thêm cái phần dạ quang. Thực ra nó các bạn là mình không đánh giá cái cao cái này. Đấy, nhưng mà mình đánh giá cao ở cái vấn đề là cái mẫu này là nó có chống nước các bạn nhé. Nó có chống nước. Đấy, nó có chống nước, nó không như các cái đồng hồ rẻ kia mà các bạn ngâm nước xong là nó bị hấp hơi vào, mà cái mẫu này đấy là nhà sản xuất nó báo là có chống nước đấy. Thế thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Còn đấy nữa, thế thì mình báo với các bạn hai cái vấn đề. Thứ nhất là về hàng hóa, thứ hai là có một cái comment của bạn này đấy, và từ một comment này thì mình sẽ lấy làm điển hình để mình lưu ý một cái vấn đề chung cho toàn bộ anh em đấy, cho các bạn. Thế thì bạn này, bạn ấy comment là gì? Đại loại là bạn này bạn ấy viết hai cái comment trong cái video này này. Đấy, các bạn vào đọc xem của bạn Hoàng Trọng này. Bạn này bạn có bảo là ai lấy khuyên cờ lê với lại lấy lò xo AR, bạn ấy tặng cho không? Đấy, bạn nào cần thì nhắn luôn cho bạn này nhá. Lấy luôn, lấy về. Đấy, thế thì tại sao? Thì bạn này bạn bảo này, lấy ai mua chưa mua thì thích lắm nhưng mua về dùng thì ôi giời ơi. Thì mình nói các bạn này, bạn này bạn bảo là này. Đấy, thứ nhất là lò xo thì cứng, đồng hồ thì báo sai 30 cân. Khuyên thì mắc quy. Đấy, trong lô sau thì lấy hai lò xo FX quy 3 lỗ thì cho hai cái lò xo to gần gấp đôi. Đấy, thế thì mình nói các bạn này, mình sẽ chú trọng mạnh vào cái này thôi. Đấy, thứ nhất là cái lò xo thì cứng thì ở phía dưới này bạn có nói này là bạn nói về cái lò xo AR. Đấy, đâu nhỉ? Đây cho các bạn xem. Đấy, cho các bạn xem nhá. Đây. Thứ nhất là trước khi mua đã nói rõ là quy 3 lỗ. Mình nói với bạn quy 3 lỗ nó có hai dạng, một thằng là tactical, một thằng là transformer. Đấy, đều gọi là quy 3 lỗ nhưng hai dạng, một thằng dùng phi 10 và thằng phi 13. Thứ nhất là các bản thân cây củi của các bạn đặt hàng các bạn còn chả biết rõ là lò xo dùng phi mấy. Đấy thì đừng trách người bán là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà mình có gửi nhầm, và trong trường hợp bán hàng gửi nhầm nó là chuyện bình thường, thì các bạn cứ liên hệ lại, hiểu không? Đấy là quyền của các bạn được như vậy thì mình sẽ đổi. Đấy, kể cả hàng lỗi hay là cái gì đó cũng thế, bản thân mình vẫn nhấn mạnh cái đấy rất nhiều. Đấy, đấy là cái thứ nhất về cái lò xo. Cái thứ hai là bạn bảo là lò xo AR15 mà ai mà còn kêu yếu thì em xin lại, xin vái. Thì mình nói các bạn như thế này này. Chắc các bạn chưa thấy, hay là đặc biệt như bạn này chưa thấy là ai đấy chơi 5.5 dùng lò xo 12 cm, đúng không? Bản thân mình bán đây 5.5 áp 130 quay đầu, mình bán có 10.5 phân nhưng người ta chơi 12 phân đấy. Được chưa? Thế thì chơi 10 phân người ta phải yếu quá. Đấy, thế nên là thứ nhất là suy nghĩ này thì còn rất là, nói chung là còn rất là non. Đấy, người ta chơi đủ các kiểu dạng khác nhau. Là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn này bạn bảo là cái khuyên thì bị cấn quy. Mình xin nói các bạn như này này, mình ở đây mình có trả lời. Các bạn nào vào đọc đi cho nó dễ. Đấy, mình có trả lời này, chỉ trừ có trường hợp là mua cái quy tạp nham ở đó đấy thôi thì nó không vừa, hoặc là lắp nó không đồng trục. Đấy, lắp không đồng trục, không đồng trục cành, hoặc là cái này lắp bị lệch. Mình sẽ giải thích cho các bạn. Thứ nhất, cái quy này phải chui được vào khung, tức là nó sẽ phải bé hơn con số là 25.8, bởi vì nếu khung méo thì bé nhất là 25.8, còn nếu khung tròn nó sẽ là 26. Thì thường cái này nó chỉ làm 25.5 trở xuống, và rất ít khi là 25.5, thường nó sẽ bé hơn con số đấy. Đấy, thì ví dụ như quy của mình đây, nó là 25. Đấy chưa các bạn, thế tức là nó sẽ chui tọt được vào trong khung. Đấy, thì còn cái thằng này của mình, mình nói các bạn là mình từ ngày mình bán thì hàng nghìn chưa đâu, nhưng mà 3 đến 500 là mình bán đến nhiều số lượng như vậy rồi. Và từ lúc mình bán là đã xác định là làm để fit lỗi, chứ không bán cái loại mà bị cấn. Cái thời mà cái này nó mới ra này, mình cũng là thằng mua về trải nghiệm đầu tiên này. Đấy, top đầu tiên, top trải nghiệm đầu tiên. Về bị cấn ấy, mình còn phải mài bỏ đi một nửa cái đầu này. Đấy, thì cái này của mình làm cỡ là 26.5. Đấy, 26.5, nói chung là trên 26. Đó, thế thì làm sao có chuyện một thằng 25, một thằng 26.5 mà có thể bị cấn được. Đấy, thế nên mình bảo rồi, là đã hàng này của mình chạy xi như thế này, số lượng nó không nhiều đâu, thế nên là quản kiểm soát lỗi nó rất là dễ. Đấy, chứ còn cái thằng này này mua tạp nham ở đâu về này, thì nó bị mắc thôi. Đấy, thế nên đừng có kêu là cái này là kém, cái này là sai thông số, cái này thấy không có đâu, không có chuyện. Đấy, rồi tiếp nữa là bạn bảo cái đồng hồ báo sai 30 cân và báo sai tụt xuống,
Tức là ví dụ đáng là cái này bạn mua là đồng hồ báo 130 nhưng thực tế nó lên 170 cân rồi. Thế thì mình nói các bạn này này, riêng cái đồng hồ này thì không bao giờ tránh được là cái vấn đề không có một cái nào có lỗi. Đây như trong lô này của mình, hàng vài trăm cái đây, kiểu gì chả cái có lỗi. Thế nhưng vấn đề ở đây là khi nó có lỗi ấy, thì phải dùng rồi mới biết, hiểu không? Đấy chứ nhiều khi cũng vừa bơm lên cũng không biết được đâu, có khi dùng 1-2 ngày bắt đầu nó mới phát sinh lỗi. Thì thường đồng hồ mình vẫn bảo hành cho các bạn 1 tuần, các bạn sử dụng thử. Đấy, trong 1 tuần phát sinh lỗi thì mình đổi. Còn nếu mà vài 3 tuần nó có lỗi thì nó thật là các bạn cũng chịu, và các bạn cũng chả tìm được ai bảo hành cho các bạn 1, 2, 3 tháng, 4 tháng đâu. Đấy, đấy là nói thật với các bạn. Thế nên là cũng chả thấy bạn liên hệ lại. Riêng cái vụ đồng hồ mà nó lỗi hay gì đó thì mình không nói, mình cũng không xác thực. Đấy, thế nhưng mà có lấy liên hệ đâu. Bạn bảo là ôi thực sự là đổi đi đổi lại thấy rất là phiền, mất thời gian. Thì đấy là quyền của bạn thôi. Nhưng nếu bạn nói với cái thái độ rằng gì, với cái thái độ kiểu kiểu này này, đấy đại loại theo kiểu là thấy quảng cáo hay lắm nhưng mà mua đồ về toàn một là đồ linh tinh, hai là kiểu gửi nhưng mà kiểu kiểu là gửi cho có, gửi thiếu trách nhiệm, thì xin lỗi bạn, không có. Bản thân PCP New bán hàng không bao giờ có chuyện linh tinh như thế. Và video sau thì mình sẽ nói tiếp về vấn đề là cái kẹo các bạn thông. Đấy, các bạn thông kẹo thì các bạn đánh giá cái gì trên cái việc các bạn thông cái kẹo. Đấy, thì video sau các bạn đón xem nha. Rồi, thế thì qua cái comment của bạn này này, thứ nhất mình cũng lưu ý riêng với bạn này là cái việc đổi hàng hay không như thế nào ấy, thì đấy là quyền của bạn, quyền của người mua. Đấy, các bạn nên báo lại. Đấy, ít nhất ví dụ như là mình gửi sai như thế nào đó, có thể các bạn cũng được một câu xin lỗi. Đấy chứ, mình bảo ô xin lỗi mình gửi nhầm. Đấy, thì nó cũng thoải mái cái tâm tâm lý. Đấy, hoặc hai nữa là việc cái gì hỏng, cái gì mà sai kích cỡ, cái gì sai thông số mà nhầm thì mình sẽ đổi lại cho các bạn. Đó, đấy là lưu ý riêng với bạn này, và lưu ý chung với toàn bộ anh em là các bạn mua hàng ấy, mình vẫn nói rồi là cái gì lỗi, cái gì có vấn đề, cái gì các bạn chưa hiểu các bạn nhớ hỏi lại, mình sẽ giải thích, hiểu không? Đấy, còn lo sao anh em đổi lại đầy ngoài kia kìa, đầy ngoài vẫn ngoài kia kìa, đầy anh em nó gửi lại mình còn chưa thèm bóc ra xem cơ. Thế nhưng mà anh em nó gửi lại thì mình cứ gửi lại luôn cho người ta. Đấy chứ còn đầy hộp mình chưa bóc kia kìa, 4, 5 đơn kia kìa. Đó. Thôi thì bây giờ là quay về hàng, thế thì ở đây là các bạn là mình đã về được máy đo số tốc, được chưa? Về được máy đo số tốc. Đó, máy đo số tốc này thì nói chung là dùng rất là ok. Các bạn nên dùng loại này nhé, không nên dùng cái loại đen kia, vì loại này nó có thể đo được cả mét trên giây, cả FPS. Đó. Nên dùng cái loại mà đo được cả hai như vậy. Đó, thế thì trước khi gửi đi thì bây giờ ấy, thì trước khi gửi đi mình sẽ cố gắng mình sẽ test trước cho các bạn. Đấy, test trước cho các bạn. Đơn giản thôi. Mình mở lên cái là thông số xong thả cái gì qua phát mà nó báo ok là được. Đấy chưa? Thì cái này thì có bảo hành 1 tháng. Không bảo hành rơi vỡ rồi mưa nước này nọ các thứ mà nó là lỗi của nhà sản xuất. Đấy chưa? Thì sẽ được đổi 1 tháng nhá. Đó, máy đo thì bạn nào cần liên hệ. Thứ hai là về đồng hồ. Thì đồng hồ lô đây cho các bạn xem. Cái đồng hồ cái mã thì nó trải qua mấy thế hệ rồi. Đấy, nó trải qua mấy thế hệ rồi thì cho các bạn xem. Đấy, tất nhiên là các thế hệ ấy, nó chỉ làm thay đổi một chút thôi để nó có cái sự nhận diện. Đấy, thì nhưng mà riêng có cái lô mới này ấy, thì mình thấy bắt đầu nó có thêm một cái công dụng mà mình thấy nó rất là hữu ích, đó là chống nước. Thế thì nói với các bạn ngày xưa vị như kiểu là đồng hồ này thì nó có thể thay đổi một chút về mẫu mã cái hình bên trong này. Đấy, rồi là xong về sau nó lại thay đổi kiểu này này. Đấy, trước thì nó là dạng dạng này. Đấy, được chưa? Thì xong thì nó đổi sang dạng này. Đấy, nó thay đổi một chút thì mới nhất thì bây giờ là dạng này. Được chưa? Thế thì thứ nhất là cái dạng quang này. Cái dạng quang này thật sự với các bạn là mình đánh giá nó là thừa thãi, nó không cao, nó chả có cái gì gọi là hay và nó tác động tốt đến cái vấn đề chất lượng cả. Nhưng nhà sản xuất có báo là cái đồng hồ này ấy, là có chống nước, tức là nhiều bạn là hay nhúng nước ấy, thì cơ thể nó cũng bị mờ hơi nước này, là vì là nó bị hở hở nhiều và nó có lỗ này, thì nó hơi nước nó vào. Tất nhiên là xong thì nó cũng không sao cả đâu. Đấy, cái nào yếu quá kém quá thì có thể về lâu dài thì nó kém nó hỏng thôi, chứ còn về cơ bản là không sao. Đấy, thế nhưng mà đồng hồ này thì nó báo có chống nước, và mỗi một chiếc mà như thế này chống nước ấy, đấy thì nó sẽ đắt hơn cái cặp này, là bây giờ nó đang đắt hơn là 15.000. Đấy giờ tức là bạn nào mua cặp này đấy thì mình đang bán cả ship hiện tại. Tất nhiên là nó tùy thời điểm, có lúc nó rẻ có lúc nó đắt. Đấy, cả ship cặp này thì bằng 220. Đấy, được chưa? Còn cái cặp này thì nó sẽ đắt hơn 15.000. Được chưa các bạn? Đắt hơn 15.000.
Đấy, có đây là thời điểm hiện tại nó là như vậy, còn lúc nào mà giá nó rẻ nó dễ thì có thể nó tụt xuống đấy, chứ nhưng mà lúc nào nó đắt nó khó lấy thì có thể con số nó sẽ còn cao hơn đó. Thì bạn nào cần các bạn liên hệ. Còn đây là đồng hồ cricket, đây là đồng hồ cricket cho các bạn nào dùng ở mức độ bình thường bình dân đây. Và nhớ các bạn nhé, nó là hàng hàng ngon đấy các bạn ạ. Đây này, các bạn nhìn là nước sơn nhé, nó không phải cái loại mà sơn nó gọi là cái gì nhỉ, tĩnh điện à, cái loại mà cạo ra được ấy. Còn cái loại này à đâu gọi là cái đếch gì ấy. Thế nhưng tóm lại là cái sơn này, à cái đồng hồ này này đấy, kim vàng đậm, mũi nhọn, sắc sắc nét chuẩn. Loại này nói chung loại này là loại ngon các bạn nhé. Chứ còn nó còn một cái loại cũng kiểu là như thế này nhưng mà nó là hàng, nó kiểu loại hai ấy, nó kém hơn nhiều đó. Thì bạn nào cần thì các bạn liên hệ với mình. Rồi, video nó rất là dài rồi, xin chào các bạn nhé.